7 bài học cực thâm và thấm về cuộc đời có thể sẽ khiến bạn cảm thấy hối tiếc. Giá mà mình biết sớm hơn. Cuộc đời tưởng dài mà ngắn, đừng sống lãng phí như chưa bao giờ được sống. Hãy học ngay 7 cách sống này. Học trò hỏi thầy giáo đã già, con người kỳ lạ ở điểm nào ạ? Thầy giáo trả lời, khi còn nhỏ họ muốn lớn nhanh, sau này lại than thở mất đi tuổi thơ. Họ dùng sức khỏe để đổi lấy tiền bạc, không lâu sau đó lại muốn dùng tiền bạc để khôi phục sức khỏe. Họ không ngừng lo lắng cho tương lai, nhưng lại coi nhẹ hạnh phúc ở hiện tại. Vì vậy, họ không sống ở hiện tại, mà cũng chẳng sống ở tương lai. Họ sống như thể sẽ không bao giờ chết, đến khi cận kề cái chết, lại như thể chưa bao giờ được sống. Nếu vô tình làm mất 100.000 ở đâu đó, liệu bạn có bỏ 200.000 để đi tìm lại 100.000 đó không? Một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng những điều tương tự lại xuất hiện liên tục trong cuộc sống. Người bị mắng một câu lại tốn bao nhiêu thì giờ để buồn bực. Tức giận vì một chuyện nào đó lại làm những hành động hại người không lợi mình, thậm chí tiêu hao tiền bạc chỉ để trả thù. Mất đi tình cảm của một người, dù biết rõ mọi thứ không thể cứu vãn, nhưng vẫn buồn bã suốt một thời gian dài. Anh chồng nọ mua một con cá về nhà, bảo chị vợ nấu, sau đó chạy đi xem phim. Chị vợ thì cũng muốn đi cùng. Anh chồng nói, hai người đi xem sẽ lãng phí lắm, em cứ nấu cá đi, đợi anh xem xong trở về, vừa ăn sẽ vừa kể cho em nghe tình tiết của bộ phim. Anh chồng xem phim trở về nhà, không nhìn thấy cá đâu, bèn hỏi vợ, cá đâu rồi em? Chị vợ kéo ghế ngồi xuống, cất giọng bình tĩnh, em ăn hết cá rồi. Nào lại đây, ngồi xuống, em sẽ kể cho anh nghe mùi vị của cá. Bài học rút ra, làm người đôi lúc cũng nên phải như vậy. Bạn đối xử với tôi như thế nào, tôi sẽ đối xử lại với bạn như thế đó. Anh chồng nhà nọ tan ca về nhà, nhìn thấy vợ đang đánh con trai. Anh không ngó ngàng gì đến họ, đi thẳng vào bếp, nhìn thấy nồi vằn thắn nghi ngút khói trên bàn, bèn múc một bát để ăn. Ăn xong, nhìn thấy vợ vẫn đang đánh con trai, anh không nhịn nổi nữa, liền nói, giáo dục con cái không thể lúc nào cũng dùng bạo lực được em ạ, phải giảng giải đạo lý cho nó hiểu. Chị vợ nói, em mất công nấu nồi vằn thắn ngon thế mà nó lại tè một bãi vào, anh thử nói xem có điên không chứ. Anh chồng nghe thấy vậy lập tức nói, bà xã, em nghỉ ngơi chút đi để anh đánh nó. Bài học rút ra, người ngoài cuộc đều có thể bình tĩnh, người trong cuộc ai có thể thong dong bình thản. Bởi vậy, đừng tùy tiện đánh giá bất cứ một ai, bởi vì bạn không ở trong hoàn cảnh của họ, nên khó có thể hiểu được. Thầy giáo hỏi, nếu như các trò muốn đun nước, lửa cháy nửa chừng thì nhận ra không đủ củi, các trò sẽ làm thế nào? Có cậu học trò nói, nhanh chóng đi tìm củi. Có cậu lại bảo, hãy đi mượn củi. Có cậu lại bảo, đi mua. Thầy giáo nói, sao các trò không đổ bớt nước trong ấm đi? Nhiều việc trong cuộc sống không phải chúng ta muốn là được, có cho đi mới có nhận về. Một thầy tu già nói với đệ tử, khi con đến với thế giới này, con khóc nhưng mọi người mừng vui. Khi con rời khỏi thế giới này, mọi người đều khóc, còn bản thân con lại thanh thản. Do đó,
cuộc sống không hẳn toàn là niềm vui, cái chết không hẳn toàn là nỗi buồn. Anh chàng nọ đi vào nhà tắm công cộng, liền hỏi: "Ông chủ, tắm ở đây bao nhiêu tiền?" Chủ nhà tắm trả lời: "Nhà tắm nam 40.000, nhà tắm nữ 400.000. Anh chàng: "Ông ăn cướp đấy à?" Ông chủ: "Cậu muốn đến nhà tắm nam hay nhà tắm nữ?" Chàng trai quyết đoán đưa ra 400.000. Bước vào nhà tắm nữ, liếc mắt nhìn toàn là nam. Anh em trong nhà tắm tất cả đồng thanh nói: "Lại một thằng nữa tới." Bài học rút ra: kinh doanh trước giờ không phải là dựa vào giá cả thấp cao, mấu chốt là dựa theo nhu cầu của khách hàng. Năm mươi tuổi về sau, chuyện đời như đá mòn trong nước, như gió thổi mây trôi. Năm mươi tuổi về sau, sống thoải mái cùng ai đó, gồm cả bạn bè, người thân. Nếu mệt mỏi thì có thể trốn đi một chút. Lấy lòng người khác không bằng tự mình sống hạnh phúc. Con người tha rằng sống cô độc cũng không dối lòng, thà rằng nuối tiếc còn hơn chấp nhận. Chuyện quá khứ như đá mòn trong nước, như gió thổi mây bay, đã xem nhẹ. Trải qua nhiều thăng trầm, cuộc sống đã yên xuống. Thời gian quá nhanh, cuộc đời quá ngắn. Nếu hiểu được như vậy, hãy nên trân trọng nó. Người hay phiền muộn chính là vì 12 chữ: không buông được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được. Đã qua đi hơn 50 năm cuộc đời bão táp, đừng để người khác khuấy động nội tâm an tịnh của bạn. Chúng ta ưa thích niềm vui và sự nhiệt tình của một số người, nhưng có người sinh ra đã tính tình an tĩnh. Bạn là ai thì hãy cứ là như vậy. 50 tuổi về sau, yên tĩnh một chút cũng tốt. Không cần phải chen vào những cuộc tranh luận đúng sai, cũng không cần vui cười một cách miễn cưỡng. Chúng ta muốn là một người ôn hòa, hiền lành, không cần phải sống tủi thân. Bạn muốn trở thành người nào thì hãy trở thành người đó. Chúng ta thường ao ước được sống như những người nào đó, nhưng không phải rằng họ cũng luôn sống vui vẻ. Hãy sống theo cách của bạn. 50 tuổi về sau, đâu ai có thể ép buộc chúng ta phải sống thật hoàn mỹ. Ta chỉ cần sống bình thường, không cần đặc sắc nổi trội, chỉ cầu thoải mái, an định là tốt nhất. 50 về sau, những gì trước đó bạn chưa tha thứ được thì nên làm từ bây giờ. Hãy dang rộng đôi tay, ai ai cũng sẽ được hạnh phúc. Tiến thoái cũng đã nhiều rồi, cũng không cần tranh đấu với đời. Chịu thiệt thòi cũng không phải là không tốt. Chỉ cần nội tâm an tĩnh, tâm hồn thanh thản là được. 50 tuổi về sau, cuộc đời đã quá nửa, còn sống đừng làm người khác mệt mỏi. Càng quan trọng hơn là sau này hãy sống thật thoải mái. Vậy nên thời gian về sau cố gắng giản dị hơn, tự làm cho bản thân mình hạnh phúc hơn, nhẹ nhàng hơn, thanh tĩnh hơn. Đó chính là điều quan trọng nhất. Đường khuya trở bước. Thơ Đinh Hùng. Tôi đến đêm xưa em vắng nhà, trăng vàng mây bạc sầu như hoa. Tôi từ viễn phố rời chân lại, chỉ thấy sương nhiều như lễ xa. Ở cũng bâng khuâng đi chẳng đành, đêm trời sao cũ sáng long lanh. Lòng ta ngẫm chuyện mười phương vậy, người gái khuê phòng kia mắt xanh. Tôi cũng chưa đi hết dặm đường, đời dài
mới đến nửa sầu thương. Một đêm trở bước cho lòng nghĩ, sao biết rơi tàn mộng phấn hương.